Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định ngày 10 tháng 12 năm 2020. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Sáng nay ngày 10 tháng 12, Công an tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2021, phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Lê Quốc Trịnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nổi bật trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc của Công an tỉnh đạt được trong năm 2020 là đã thực hiện đạt và vượt 70 trên 70 chỉ tiêu Bộ Công an giao. Tội phạm hình sự được kiềm chế, điều tra khám phá án vượt trên 6% so với chỉ tiêu đề ra. Án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Đấu tranh với tội phạm ma túy đạt trên 135% chỉ tiêu bộ giao. Tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ, môi trường tiếp tục được đấu tranh hiệu quả. Công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội có nhiều biện pháp sáng tạo, hiệu quả, đã tạo chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, hoàn thành trước thời hạn việc chính quy hóa lực lượng công an xã. Thưa Ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trao huân chương chiến công hạng 3 cho Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Bộ Công an trao tặng cờ thi đua cho Công an tỉnh. Ủy ban dân tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cho 2 đơn vị thuộc Công an tỉnh và bằng khen cho 6 tập thể và 10 cá nhân thuộc Công an tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào vì an ninh Tổ quốc của Công an tỉnh Nam Định. Để thực hiện hiệu quả phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2021, đồng chí yêu cầu Công an tỉnh cần tiếp tục quán triệt và lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, của Tỉnh ủy Nam Định về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng để đảm bảo an ninh trật tự, trọng tâm là thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Trong bất kỳ tình huống nào phải nắm chắc tình hình, đặc biệt là tình hình liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công an Nam Định cần xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện mục tiêu của Bộ Công an đề ra là giảm tội phạm hình sự xuống dưới 5%. Tiếp tục làm tốt các nhiệm vụ cơ bản, tăng cường hiệu quả hoạt động của lực lượng công an cơ sở, nhất là công tác nắm tình hình và giải quyết tình hình ngay tại cơ sở. Tiếp tục đổi mới hình thức nội dung về phong trào vì an ninh Tổ quốc. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, nhất là lực lượng quân sự, biên phòng, các tổ chức chính trị để làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Huyện Nam Trực tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương và phong trào thi đua quyết thắng năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2021. Năm 2020, lực lượng vũ trang huyện Nam Trực đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều đổi mới trên các mặt công tác, trong đó có nhiều nội dung hoàn thành tốt như công tác sẵn sàng cơ động, xây dựng lực lượng huấn luyện, diễn tập, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, tham gia các hội thi, hội thao. Trong năm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu cho huyện mở một lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4, mở một lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các chức sắc chức việc Phật giáo, tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, luật dân quân tự vệ và công tác tuyển sinh quân sự cho gần 2.000 học sinh, đảm bảo công tác giáo dục quốc phòng an ninh theo chương trình đào tạo trong các trường trung học phổ thông, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, tổ chức 71 chuyến xe đưa đón 252 lượt người phục vụ cách ly phòng chống dịch COVID-19. Công tác đảng, công tác chính trị, đảm bảo hậu cần kỹ thuật, xây dựng cơ quan có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả phối hợp hiệp đồng được tăng cường. Trong phong trào thi đua quyết thắng, lực lượng vũ trang huyện Nam Trực đã đề nghị hội đồng thi đua khen thưởng các cấp, khen thưởng cho một tập thể và 9 cá nhân lực lượng thường trực, một tập thể và một cá nhân lực lượng dân quân tự vệ. Năm 2021, lực lượng vũ trang huyện Nam Trực tập trung quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của các cấp, tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, bồi dưỡng giáo dục quốc phòng và an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, duy trì có nề nếp hoạt động của hội đồng cung cấp trong khu vực phòng thủ, đảm bảo công tác hậu cần kỹ thuật, chính sách hậu phương quân đội và chính sách xã hội trên địa bàn. Ngành giáo dục và đào tạo thực hiện phong trào thi đua cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới.
phân luồng học sinh giáo dục phổ thông nhằm khắc phục tình trạng thừa thầy thiếu thợ. Trong giai đoạn 2010-2020, toàn ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định đã tích cực thực hiện phong trào thi đua cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới bằng việc nỗ lực thực hiện các tiêu chí về trường học, tiêu chí số 5 và giáo dục, tiêu chí số 14 trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ngay từ những ngày đầu thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định đã chủ động tích cực với quyết tâm hoàn thành 2 tiêu chí của ngành. Để đạt được mục tiêu này, ngành giáo dục và đào tạo đã phổ biến chủ trương của Đảng, Nhà nước về chương trình xây dựng nông thôn mới đến cán bộ, giáo viên, học sinh. Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí về trường học và giáo dục đến hết năm 2020 một cách cụ thể, khoa học, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị để bảo đảm hiệu quả. Toàn tỉnh hiện có 233 trường mầm non, 227 trường tiểu học, 228 trường trung học cơ sở, 57 trường trung học phổ thông. Ở cấp học mầm non, có 181 trên 233 trường đạt chuẩn quốc gia và 102 trên 233 trường đạt chuẩn xanh sạch đẹp an toàn. Ở cấp tiểu học, có 193 trên 291 điểm trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, 269 trên 291 điểm trường đạt chuẩn xanh sạch đẹp an toàn. So với năm 2015, cấp tiểu học tăng 83 trường chuẩn quốc gia mức độ 2, tăng 107 trường xanh sạch đẹp an toàn. Ở cấp trung học cơ sở, có 213 trên 228 trường đạt chuẩn quốc gia, 130 trên 228 trường đạt chuẩn xanh sạch đẹp an toàn. Ở cấp trung học phổ thông, có 39 trên 45 trường trung học phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia, có 9 trên 45 trường đạt xanh sạch đẹp an toàn. Cơ sở vật chất tại các nhà trường được quan tâm đầu tư xây dựng, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, học sinh yên tâm dạy tốt, học tốt. Toàn tỉnh có 226 trên 226 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Thưa quý vị, thưa các bạn, việc phân luồng học sinh cấp trung học phổ thông được ngành giáo dục và đào tạo và các nhà trường đặc biệt quan tâm, bởi đây được coi là giải pháp căn bản giúp mỗi gia đình, học sinh tự nhận biết khả năng của mình, chọn đúng nghề, hướng đi phù hợp với năng lực, sở trường và nhu cầu lao động xã hội nhằm khắc phục tình trạng thừa thầy thiếu thợ. Thực hiện đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 của Chính phủ, tỉnh Nam Định đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành các văn bản hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học, trong đó có việc chỉ đạo tăng cường các hoạt động hướng nghiệp, chỉ đạo các đơn vị tổ chức các hoạt động sáng tạo. Căn cứ vào hướng dẫn của cấp trên, tình hình thực tiễn của đơn vị, Trường Trung học Phổ thông Giao Thủy, huyện Giao Thủy đã xây dựng kế hoạch hướng nghiệp, dạy nghề và triển khai các hoạt động hướng nghiệp ngay từ đầu các năm học. Nhà trường là căn cứ vào cái tình hình của học sinh thì hướng dẫn các học sinh nghiên cứu các cái trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp để các em định hướng cho mình là lên lớp 12 thì đăng ký thi vào trường nào. Ngoài ra thì theo quy định thì nhà trường đã tổ chức cho các thầy cô giáo chủ nhiệm tiếp tục tìm hiểu sâu cái năng lực cũng như là cái nguyện vọng của các em học sinh để từ đó tư vấn ngay từ lớp. Trước đây thì Hội Cựu Học sinh Giới Trẻ tại Hà Nội đã giúp nhà trường mời một số các cái chuyên gia về để tư vấn hướng nghiệp cho các em học sinh. Tuy nhiên, so sánh với mục tiêu của đề án, đến năm 2025, phấn đấu ít nhất 45% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đào tạo trình độ cao đẳng. Đối với các địa phương có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, đạt ít nhất 35%, thì việc hoàn thành thực hiện mục tiêu trên là khó đạt được, bởi vấn đề hậu phân luồng vẫn còn nhiều trở ngại. Hàng năm học sinh ở trường đỗ đại học khoảng trên 90%. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, công tác hướng nghiệp ở trường còn gặp một số khó khăn sau. Nhất là công tác tổ chức cho em tham quan trải nghiệm tại một số doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Thứ hai, kinh phí dành cho công tác hướng nghiệp chưa được đầu tư thích đáng. Thứ ba, tâm lý của một số cha mẹ học sinh không muốn cho con mình đi học nghề mà đa số các bậc phụ huynh đều muốn con đi học theo học tại các trường đại học. Trong thời gian tới, để công tác hướng nghiệp tại các trường trung học phổ thông đạt hiệu quả, ngành giáo dục và đào tạo yêu cầu các nhà trường cần đa dạng hơn nữa các hình thức hướng nghiệp thường xuyên, liên tục trong suốt cả năm học. Bên cạnh việc thực hiện giảng dạy theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường cần chỉ đạo khơi dậy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ sư phạm để mỗi thầy cô là một tư vấn hướng nghiệp cho học sinh.
các nhà trường, trung tâm giáo dục thường xuyên cũng cần tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa với các chủ đề như ước mơ nghề nghiệp tương lai, đại học có phải duy nhất để lập nghiệp, để chọn được ngành nghề phù hợp. Trên các bảng thông tin của nhà trường cần thường xuyên cập nhật những thông tin tuyển sinh, danh mục cũng như điểm chuẩn năm trước của hệ thống các trường đại học, cao đẳng, nghề. Giáo viên các lớp cũng cần phối hợp với phụ huynh học sinh để cùng kết hợp tư vấn hướng nghiệp cho các em. Có như vậy, hoạt động hướng nghiệp mới đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao, giúp học sinh lựa chọn nghề nghiệp tương lai phù hợp. Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Vận động nhân dân phân loại rác tại nguồn để giảm áp lực cho hoạt động xử lý rác thải. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định tổ chức hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tuyên truyền nâng cao nhận thức và hỗ trợ đăng ký, phát triển quyền sở hữu trí tuệ đối với bản quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh Nam Định. Sau khi nghe Ban Quản lý Dự án tuyên truyền nâng cao nhận thức và hỗ trợ đăng ký phát triển quyền sở hữu trí tuệ đối với bản quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh Nam Định, thuyết minh hồ sơ dự án, Hội đồng tư vấn tuyển chọn giao trực tiếp tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã thảo luận, góp ý bổ sung vào các mục tiêu, nội dung, tính cấp thiết, phương pháp nghiên cứu, sản phẩm khoa học và công nghệ, khả năng ứng dụng vào thực tế của dự án. Hội đồng cũng nhất trí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt triển khai thực hiện đề tài. Vấn đề bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan tại tỉnh Nam Định trong thời gian qua vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Do vậy, dự án tuyên truyền nâng cao nhận thức và hỗ trợ đăng ký, phát triển quyền sở hữu trí tuệ đối với bản quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh Nam Định được đánh giá cao về tính thực tiễn, góp phần nâng cao nhận thức về bản quyền tác giả cho các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh, đồng thời hình thành các biện pháp bảo vệ tài sản trí tuệ của tác giả trong thời kỳ hội nhập quốc tế, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý tại địa phương về sở hữu trí tuệ trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt, khi có tranh chấp xảy ra, việc đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan với Cục Bản quyền tác giả sẽ đảm bảo cho người sáng tạo ra tác phẩm chống lại các hành vi sử dụng trái phép tác phẩm. Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả là bằng chứng tốt nhất chứng minh quyền sở hữu của tác giả đối với tác phẩm. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Nam Định luôn quan tâm thực hiện tốt tiêu chí về môi trường. Để nâng cao hơn nữa tiêu chí về môi trường trong giai đoạn hiện nay, tỉnh đang tập trung vận động nhân dân phân loại rác tại nguồn để giảm áp lực cho khu xử lý rác tập trung, đồng thời tạo nguồn phân hữu cơ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Xã Yên Cường, huyện Ý Yên là đơn vị tiên phong thực hiện tốt tiêu chí về môi trường ngay từ khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới bằng việc vận động nhân dân sản xuất phân hữu cơ theo công nghệ Nhật Bản. Toàn bộ cỏ, rơm rạ, cây rau màu sau thu hoạch, phân gia súc, gia cầm đều được nhân dân thu gom, ủ làm phân hữu cơ ngay tại cánh đồng và tại vườn nhà để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Chính vì vậy, ở xã Yên Cường nhiều năm nay không xảy ra tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường, đường làng ngõ xóm phong quang, sạch đẹp. Chúng tôi thu gom tàn dư thực vật sau thu hoạch cùng với phân gia súc, gia cầm để chúng tôi xử lý thành phân hữu cơ theo công nghệ Nhật Bản. Những hộ chăn nuôi gia cầm, gia súc như trâu, bò, lợn thì chúng tôi là vẫn tận dụng những hộ này và yêu cầu xử lý tất cả các loại rác hữu cơ cho vào để cho lợn, trâu, bò xử lý trong tại gia đình nhà mình. Đây là cái chuồng mà tôi nghĩ là người Nhật Bản thì cũng rất quan tâm đến cái lĩnh vực này. Những gia đình mà hiện nay là không còn chăn nuôi chuồng trại nữa thì như vậy là có vườn thì nên tận dụng đào hố ở vườn, tận dụng tất cả các cái loại mà chúng ta đang có sẵn, ví dụ như là tấm vibro, tấm tôn, tấm gỗ, rồi là cái nắp che đậy để làm sao che không bị mưa, để chúng ta sau khi phân loại cho xong đó, nếu như gia đình nào mà cần phải tận dụng cái phân hữu cơ ấy thì chúng ta sau thời gian mà nó phân hủy thì sẽ chuyển ra ngoài đồng hoặc là chăm bón ngay trên vườn. Toàn tỉnh có 10 trên 10 huyện thành phố đã thực hiện việc phân loại rác thải tại nguồn với 123 xã, 179 thôn, gần 25.600 hộ dân tham gia. Việc phân loại rác thải tại nguồn đã làm giảm từ 30 đến 50% lượng rác thải đưa ra các khu xử lý rác tập trung, hạn chế nguồn rác ướt, giảm áp lực cho các lò đốt rác cấp xã. Đây cũng được coi là giải pháp lâu dài trong khi chờ quy hoạch xây dựng lò đốt rác liên vùng có quy mô lớn hơn. Theo tổng kết đánh giá của chúng tôi thì
khi mà thực hiện phân loại rác tại nguồn theo ba cái mô hình. Một là cái mô hình phân làm hai loại rác thải hữu cơ và rác thải vô cơ, sau đó thì sẽ thu gom vận chuyển đồng bộ ra khu xử lý. Và mô hình thứ hai là mô hình đào hố rác hữu cơ di động trong vườn, thì khi đó thì rác hữu cơ sẽ được phân loại và xử lý ngay tại hộ gia đình và chỉ có thu gom rác thải vô cơ thôi. Thế còn một cái mô hình thứ ba nữa là cũng phân loại rác thải hữu cơ, xử lý làm phân vi sinh nhưng mà không đào hố trong vườn. Đối với những hộ mà không có diện tích không gian thì người ta sẽ phân loại rác hữu cơ vào trong những cái thùng với cái dung tích trung bình, thường là các xã hay làm là khoảng 200 lít, và sau đó thì rác thải hữu cơ sẽ được thu gom vào đấy và xử lý. Thế thì tổng kết lại các cái mô hình đó thì chúng tôi đánh giá là rác thải hữu cơ sẽ cơ bản được xử lý thành phân hữu cơ và cái khối lượng mà giảm đi khoảng 40% so với tổng cái khối lượng rác hàng ngày mà các hộ dân đưa ra bãi chôn lấp. Thì điều đó chứng tỏ là cái việc phân loại rác tại nguồn thì rất là có hiệu quả và giảm cái áp lực lên các cái khu chôn lấp rác thải của xã hoặc là các cái lò đốt của xã. Mô hình phân loại rác thải tại nguồn bước đầu đã huy động được sự vào cuộc thực hiện của toàn dân. Trong bối cảnh chưa đủ điều kiện đầu tư đồng bộ công trình xử lý rác thải quy mô lớn, công nghệ hiện đại, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định đang chỉ đạo các ngành, các địa phương xác định phân loại rác thải tại nguồn là nhiệm vụ bắt buộc trong thực hiện tiêu chí về môi trường xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nâng cao. Ban quản lý các khu công nghiệp tập huấn triển khai Bộ luật Lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thực hiện đợt cao điểm từ ngày 10 tháng 12 đến ngày 25 tháng 12 năm 2020. Ra mắt chi hội nông dân nghề nghiệp, hợp tác xã chăn nuôi Phú Nghĩa. Sáng nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định tập huấn triển khai Bộ luật Lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nghe những nội dung quan trọng của Bộ luật Lao động năm 2019 như đối tượng áp dụng, chính sách của nhà nước về lao động, quyền và nghĩa vụ của người lao động, vấn đề tiền lương, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và làm thêm giờ, giải quyết tranh chấp lao động. Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 với nhiều điểm mới, sẽ tác động lớn đến người lao động. Do vậy, mỗi doanh nghiệp, cán bộ làm công tác công đoàn cần nắm chắc những quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện. Phát huy tối đa vai trò của tổ chức công đoàn trong việc thực hiện chức năng, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Thực hiện văn bản số 879 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải về việc mở đợt cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện đường bộ, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nam Định đã thành lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra xử lý đối với hành vi vi phạm về tải trọng, về kích thước của xe, thùng xe ô tô, vi phạm về quy định bốc xếp hàng hóa lên xe ô tô trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện cao điểm từ ngày hôm nay, mùng 10 tháng 12 đến ngày 25 tháng 12 năm 2020. Theo báo cáo của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nam Định, tính đến hết tháng 11 năm 2020, tại các trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động, lực lượng thanh tra chuyên ngành đã xử lý 24 xe vi phạm, tước 19 giấy phép lái xe, phạt tiền hơn 583 triệu đồng chủ xe và lái xe liên quan đến chở hàng quá tải trọng cho phép. Trong quá trình kiểm tra xử lý vi phạm, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thực hiện dừng phương tiện đường bộ theo quy định tại Điều 15, Điều 16, Thông tư số 02/2014 của Bộ Giao thông Vận tải. Đối với lực lượng thanh tra chuyên ngành, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong tháng cuối năm nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về tải trọng phương tiện và các quy định có liên quan cho đội ngũ lái xe, chủ xe, tăng cường trách nhiệm của người thực thi công vụ, từng bước ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi các vi phạm liên quan đến xe ô tô chở hàng quá tải trọng, tự ý cơi nới, thay đổi kích thước thùng chở hàng, xe ô tô chở hàng siêu trường siêu trọng, quá khổ giới hạn cầu đường bộ, không có giấy phép lưu hành theo quy định. Tại xã Yên Nghĩa, huyện Ý Yên, Hội Nông dân tỉnh Nam Định phối hợp với Hội Nông dân huyện Ý Yên tổ chức hội nghị ra mắt chi hội nông dân nghề nghiệp, hợp tác xã chăn nuôi Phú Nghĩa. Đây là mô hình được Hội Nông dân tỉnh chọn làm điểm để nhân ra diện rộng.
Chi hội nông dân nghề nghiệp Phú Nghĩa có ngành nghề là chăn nuôi gà với 15 thành viên tham gia. Chi hội được thành lập dựa trên nguyên tắc bình đẳng, dân chủ theo tiêu chí năm cùng, cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cùng mối quan tâm, cùng có sự chia sẻ, cùng trách nhiệm, cùng hưởng lợi. Hoạt động của chi hội nhằm tạo ra cơ chế liên kết trong sản xuất chăn nuôi, tập trung phát triển và hình thành các chuỗi liên kết gắn chăn nuôi với tiêu thụ sản phẩm. Các thành viên trong chi hội có nhiệm vụ tuyên truyền cho nhau về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo dựng thương hiệu để nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm. Tham gia vào chi hội nông dân nghề nghiệp, các thành viên còn được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ 30% về giống và thức ăn. Để có tư cách pháp nhân, ký kết hợp đồng mua bán vật tư đầu vào cho các hộ và bán sản phẩm đầu ra, chi hội nông dân nghề nghiệp Phú Nghĩa đã thành lập hợp tác xã chăn nuôi Phú Nghĩa với 14 thành viên tham gia. Trong đó có 5 hộ hoặc thành viên đã đăng ký chương trình thực hành tốt Việt Gáp do Chi cục Quản lý Chất lượng, Nông lâm sản và Thủy sản hướng dẫn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.